Chào mừng quý khán giả đã đến với kênh tin tức showbiz Việt Nam. Kính chúc quý khán giả có những giây phút trải nghiệm thật tuyệt vời bên chúng tôi. Sau 2 năm đăng quang, Hương Giang trở lại làm giám khảo Hoa hậu chuyển giới quốc tế 2020. Hương Giang cùng nhiều người đẹp từng đăng quang Hoa hậu chuyển giới quốc tế Miss International Win được mời trở lại ban giám khảo cho cuộc thi năm nay. Mới đây Hương Giang khiến các fan không khỏi phấn khích khi hé lộ thông tin sẽ ngồi ghế giám khảo cuộc thi chuyển giới quốc tế 2020 hay còn gọi tắt là Miss International Win 2020. Đây là đấu trường nhan sắc mà Hương Giang đã xuất sắc vượt qua nhiều đối thủ nặng ký để mang về vinh quang lần đầu tiên cho Việt Nam vào năm 2018. Và năm nay là năm 2020, cũng là kỷ niệm 15 năm tổ chức của Hoa hậu chuyển giới quốc tế. Được nhìn nhận là một trong những Hoa hậu thành công nhất trong lịch sử cuộc thi với những hoạt động thiết thực dành cho cộng đồng chuyển giới. Chính vì vậy, sau 2 năm kể từ thời điểm đăng quang, Hương Giang đã vinh dự được mời vào vị trí cầm cân nảy mực của Hoa hậu chuyển giới quốc tế. Bên cạnh Hương Giang, vị trí giám khảo của cuộc thi năm nay còn có sự xuất hiện của các người đẹp đã từng đăng quang trong lịch sử của cuộc thi như Long Boy, Hoa hậu chuyển giới quốc tế đầu tiên vào năm 2004, Ai Haruna, Nhật Bản, Hoa hậu chuyển giới quốc tế 2009, Mini Han, Hàn Quốc, Hoa hậu chuyển giới quốc tế 2010 và Marcela, Brazil, Hoa hậu chuyển giới quốc tế 2013. Chia sẻ nhanh về cảm xúc lúc này, Hương Giang cho biết rằng thật sự vui và hãnh diện khi nhận được lời mời trở lại Miss International Win với vai trò là giám khảo chỉ 2 năm sau khi đăng quang. Chắc chắn rằng cùng với các giám khảo khác, Giang sẽ làm việc thật công tâm để tìm ra người xứng đáng nhất với chiếc vương miện danh giá trong năm 2020. Năm 2018 thì Hương Giang đăng quang thuyết phục Hoa hậu chuyển giới quốc tế tại Thái Lan. Đêm chung kết của Hoa hậu chuyển giới quốc tế 2020 sẽ được diễn ra vào ngày 7 tháng 3 tại Thái Lan. Đại diện của Việt Nam tại cuộc thi là người đẹp Bùi Đình Hoài Sa, hiện đang nhận được rất nhiều sự chú ý của giới truyền thông trong và ngoài nước. Cảm ơn quý khán giả đã theo dõi video clip. Nếu hay, quý vị hãy chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ kênh càng ngày càng phát triển. Xin trân trọng cảm ơn quý vị rất nhiều.